Nam tài tử Hàn Quốc Pae Yong-chul vừa tổ chức lễ kết hôn với nữ diễn viên Park Seo-jin, cựu thành viên của nhóm nhạc Suga vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Đây là thông tin vui dành cho những ai là fan hâm mộ của cả hai, nhất là chàng diễn viên từ bộ phim nổi tiếng Bản tình ca mùa đông. Hàng trăm fan hâm mộ Pae Yong-chul, trong đó có rất đông fan hâm mộ trung niên đến từ Nhật Bản, đã xếp hàng quanh khách sạn Sheraton Grand Hotel ở Seoul để chúc mừng đám cưới của thần tượng. Anh ấy viết trong cuốn sách của mình rằng một ngày nào đó anh ấy hy vọng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực, vì thế tôi luôn mong rằng ngày nào đó sẽ đến. Nam tài tử Pae Yong-chul nổi tiếng với bộ phim Bản tình ca mùa đông được phát sóng tại Hàn Quốc vào năm 2002. Bộ phim được phát sóng tại Nhật Bản đã thành công vang dội và giúp cho lượng fan hâm mộ của Pae Yong-chul ở đây tăng lên nhanh chóng. Tôi đã thần tượng Pae Yong-chul đã hơn 10 năm nay. Tôi hy vọng anh ấy và người vợ tuyệt vời của mình Park Seo-jin sau khi kết hôn sẽ có được cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Công ty quản lý KS xác nhận ngôi sao Bản tình ca mùa đông và nữ diễn viên 29 tuổi Park Seo-jin chính thức hẹn hò từ tháng 2 năm 2015.